Đây là báo phát thanh xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, thông báo tổ chức cuộc thi máy tính cho công cộng thay đổi cuộc sống, mục đích và ý nghĩa. Ban quản lý dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam, thông báo tổ chức cuộc thi viết và những câu hỏi, câu chuyện đặc sắc tiêu biểu cho những điểm triển khai dự án với chủ đề máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Cuộc thi nhằm kêu gọi cộng đồng chia sẻ những câu chuyện có thật trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện giản dị, xúc động từ kinh nghiệm của người dân địa phương, bằng nghị lực với quyết tâm tìm tòi sáng tạo, khám phá những điều kỳ diệu mà máy tính và Internet mang lại, giúp họ vượt qua khó khăn của cuộc sống để thay đổi cuộc đời chính mình, tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn. Những kinh nghiệm được chia sẻ là động lực để người dân học tập và nhân rộng, thu hút thêm người sử dụng máy tính và Internet, giúp họ cải thiện cuộc sống và vùng nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề phù hợp, thay đổi cuộc sống tích cực hơn. Cuộc thi nhằm truyền tải thông điệp mọi người đều bình đẳng trong việc hưởng lợi do công nghệ thông tin mang lại, cũng như các lợi ích của máy tính và Internet, góp phần giảm bớt sự bình đẳng về khoảng cách giữa nông thôn và thành thị trong việc tiếp cận và hưởng lợi từ các thành quả do công nghệ thông tin và truy cập Internet mang lại. Ha, đối tượng dự thi: một, mọi đối tượng thuộc các tầng lớp và lứa tuổi đều có thể tham gia và gửi về dự thi. Ha, thành viên ban tổ chức, ban chấm thi không tham gia cuộc thi này. Nội dung dự thi có tốt